Rồi vậy là bạn tổ 1, bạn Dung B đã không trả lời được. Xin mời bạn Đình Cường nào. Có. Rồi Đình Cường trả lời câu số 2 này làm như nào đây? Câu số 2. Đình Cường làm như nào với câu số 2? Chúng ta có dấu hiệu gì? Câu dấu Try hiệu. a week. Rồi, dấu hiệu là try a week. Là dấu hiệu của thì gì? Vẫn là thì gì nhỉ? Hiện tại Đơn. đơn. Hiện tại đơn thì mình chỉ làm bình thường thôi, đó là chủ ngữ. He, she thì mình làm như nào? Thêm S hoặc E. Chủ ngữ ít, nói ít và danh từ số ít. Thì mình thêm gì? S. Động từ thêm S hoặc là ES. Vậy thì em làm như nào đối với câu này ở Đình Cường? Không ai nhắc Đình Cường nhá. Thì practice này làm như nào? Chủ ngữ he, she, it và danh từ số ít thì mình làm như nào nhỉ? Cô à, em thêm ES Nó có e rồi em. em thêm ES ạ Thêm S thôi nhá. Rồi vậy cái từ này thêm S em ghi vào. Vậy nó nghĩa là gì nhỉ? Practice nghĩa là gì biết không? thưa cô không. Nào, practice là gì? Có ai biết không? Luyện tập ạ. À, luyện tập. Rồi, em ghi vào. Luyện tập. Vậy là Đình Cường vẫn chưa biết là bài mấy. Chưa biết thì mấy sao? Cái này phải học lại. Chủ ngữ IUVJ, mình giữ nguyên chủ ngữ ISIT. Thì mình thêm S vào. Cái đấy là chuyện đơn giản, ai cũng biết làm. Từ lớp 6 rồi. Vậy Đình Cường tôi chỉ ghi 5 điểm thôi nha. Mà cẩn thận đấy. Tiếp theo, bạn tiếp theo ngồi đằng sau bạn Đình Cường nào, trên lớp. Vậy, bạn gì? Hoàng Anh ạ. Hoàng Anh á? Vâng. Hoàng Anh, tưởng Hoàng Anh là ngồi tổ khác mà. Không, em chuyển sang tổ khác nhưng mà em là thành viên của tổ 1 cơ. Nếu mà nói là trước thì là em ngồi sau bạn Đình Cường. Nhưng mà bắt đầu từ tuần này Hoa tưởng là cô bảo là Hoàng Anh sẽ ở tổ Hoa chứ. Cô giáo đã nói rồi, mới hôm hôm nọ Thôi xin được chuyển rồi, bây mà. giờ ngồi sau bạn Hoàng Anh là ai? Bạn Mai. Mai là tổ 1 gì? Rồi Mai trả lời công ba. Mai trả lời câu 3. Mà những điểm này tôi đã ghi lưu là tôi sẽ lưu lấy vào sổ đấy. Có quay ghi âm đàng hoàng rồi. Lưu ở đây. Nào Mai trả lời câu 3 nhanh. Mai có nói được không? Có bạn Mai vắng cả lớp. Mai vắng để tôi gọi điện về gia đình xem nào. We'll see. Mai vắng à? Lúc nãy con thấy mà. Nào xin mời bạn đằng sau bạn Mai nào. Em ạ. Ừ, em trả lời đi. Em cô là Lucy. À, Wilsey, bạn gì đấy? Thắng chí ạ. Mai vắng, thắng chí nha, xem thắng chí được mấy. Xong rồi tính cả lớp, tổ. Vậy là Wilsey, tại sao lại làm là Wilsey em nhỉ? Em cho cô là thì quá khứ đơn. Wow, Wilsey là thì quá khứ đơn. No, Will mới là sẽ mà em. Sẽ gặp à, sẽ xem, trong bài này là sẽ xem một bộ phim.
sẽ xem một bộ phim vào thứ tối thứ bảy này. Vậy đã xảy ra chưa? Tương lai đơn ạ. À, thế thì nó sẽ là thì tương lai. Tương lai đơn. À, em ghi đầy đủ vào. Will see sẽ xem là thì tương lai đơn. Tôi đánh máy cái gì đang ghi cái đấy vào. Vậy bạn thắng chí là còn nhầm, còn chưa biết về thì đâu nhá. Thế bây giờ cái câu đấy là this Sunday evening là dấu hiệu của thì tương lai đơn. Ngoài ra chúng ta có thể làm là thì hiện tại tiếp diễn chỉ tương lai cũng được. Thì hiện tại tiếp diễn chỉ tương lai cũng được. Chúng ta có thể làm là I am seeing. Hiện tại tiếp diễn chỉ tương lai. Vậy chúng ta có thể làm I am seeing. Nhưng mà chúng ta cũng có thể làm thế này. Bạn sẽ xem với tôi chứ. Cũng vào ngày đấy, vậy có thể làm thì hiện tại tiếp diễn chỉ tương lai ở đây. Hoặc làm tương lai đơn cũng được. Vậy bạn thắng chí làm tiếp câu này nào. Câu 3 bên này. Em câu là you ạ. You gì nữa? Gì nữa nào? Gì nữa nào thằng chí? Sao? Bạn sẽ xem với tôi chứ thì hỏi như nào? Dù người ta xem TV cùng thì hỏi như nào? Do you go? À, do you go? Do you go with me? Will you go? Đây là thì hiện tại tiếp diễn chỉ tương lai hoặc làm thì tương lai đơn. Thì mình phải làm là gì? Giống như câu trên. Sẽ là will. À, will you go? Will you go? Nào, vậy là bạn, nghĩa là bạn sẽ đi xem với tôi chứ. Đây là rủ bạn gái đi xem phim đấy em ạ. Bạn sẽ đi xem với tôi chứ. Ghi vào. Bạn sẽ đi xem với tôi chứ. Thì là will you go with me? Phải ghi y nhệt như này vào. Phải bạn thắng chí chưa biết thì tương lai đơn. Cũng chưa phân biệt được thế nào là thì tương lai đơn và thì quá khứ đơn đâu. Phải học lại đi. Đây chỉ là nghe đáp án của các bạn khác và trả lời thôi. Tôi ghi bạn thắng chí điểm 4 đã. Đây là tổ này sẽ có điểm trung bình cộng thấp đấy. Các bạn cố gắng lên. Câu 4 là như nào? Bạn ngồi đằng sau bạn Chí nào. Hoặc cho bạn Chí một cơ hội nữa nào. Làm thế nào với câu 4? Em cho cô là will with ạ. Rồi đấy, có thông minh hơn rồi đấy. Bởi vì có dấu hiệu gì? Em cho cô là liquid. Rồi, liquid, liquid là tương lai. Thêm will vào, đúng rồi. Rồi, vậy cho 4,5. Tiếp theo, bạn ngồi đằng sau bạn thắng chí nào. Bạn gì? Bạn gì nhanh lên nào. Em còn là em ạ. Ừ, em tên gì? Em Mạnh Cường ạ. Mạnh Cường trả lời. Mạnh Cường trả lời câu số 5. Em có là will meet ạ. À, will meet. Là dấu hiệu của thi gì nhỉ? Tương lai đơn ạ. Rồi, vậy là chúng ta đã biết là dấu hiệu gì. Tương lai đơn có next Friday rồi thì làm rất là nhanh. Thế câu 6 tương tự làm như nào em? Mạnh Cường. Cô là... Cô là Du. Vẫn làm như thế, vẫn làm như câu trên này. Nhưng mà đây là câu câu hỏi. Câu hỏi thì mình đảo đảo view lên sẽ được là gì nhỉ? Là gì hả Mạnh Cường? Thế nào nhở?
Mình vẫn đang là Will, xong là B, chỉ thêm Will thôi. Will. Em cô là Will E ạ. Will E. Không đúng. Will E. Không đúng. Nào em ơi, đây là từ tương lai đơn đúng không? Thì tương lai đơn thì mình làm như nào? Đó là em làm bình thường, nó là giống như câu trên này này. Em là will be đúng không? Nào will be. Nhưng do nó là câu hỏi thì mình đảo will lên trước chủ ngữ. Tức là mình đảo được chủ will lên trước chủ ngữ you. Thì mình cho chủ ngữ you vào đây là xong. Thì sau be là động từ nguyên thể mà. Mạnh Cường biết chưa? Thì Mạnh Cường ghi vào. Sau will cộng động từ nguyên thể. Nào vậy là sau will cộng động từ nguyên thể nhá, bạn Mạnh Cường phải biết. Chứ không phải will xong lại be được, will xong lại y được. Người ta chỉ biến đổi một cái trong một câu thôi. Mẹ Mạnh Cường biết làm câu đầu nhưng câu hỏi chưa biết làm. 5 điểm. Mà cộng chồng vào cái tổ này vẫn bị điểm xoay quanh điểm 5 đấy. Cố gắng lên. Bạn tiếp theo, đằng sau bạn Mạnh Cường nào. Hương. Bạn gì? Thì có bạn ở bên cạnh là bạn Hương rồi ạ. Ừ, thế bạn Hương trả lời. Hương trả lời. Bạn Hương đâu? Bạn ấy không có trong cuộc họp ạ. À, thế bạn Hương tại sao lại không có trong cuộc họp? Lúc đấy tôi điểm danh có thấy vắng bạn ấy đâu. Đây. Thế Hương có trả lời được không? Hương đang rất nhiều điểm cao đây, lại muốn lấy điểm kém hả Hương? Để tôi gọi về gia đình bạn ấy xem thế nào. Các bạn khác trả lời. Gia đình bạn Hương 03590. Là bạn khác nào, bạn bàn trên nào. Em thưa cô là lip mấy cả bonsai ạ. Lip, tức là giữ nguyên là lip đúng không? Vâng. Giữ nguyên và bên này sẽ là gì? Bonsai ạ. À, em dịch cả câu này cho cô xem nào. Chúng tôi sống gần nhà Nam, nhưng chúng tôi không đến, Không gặp không gặp anh bạn ấy. ấy thường xuyên. Đúng rồi. Thì bạn Hương trả lời một câu đúng rồi. Bạn tiếp nào. À bạn không phải bạn Hương mà bạn gì nhỉ? Tiến cửa ạ. Rồi Tiến Cường. Bạn Hương đang không có mặt là không điểm nha. Tiến Cường. Tiến Cường trả lời tiếp câu 8 đi em. Câu 8 là will go ạ. Will go. Thì gì em? Thì tương lai đơn ạ. Rồi, will go. Thì tương lai đơn nghĩa là gì? Xe, tôi sẽ đi câu cá vào chủ nhật, sáng chủ nhật kế tiếp ạ. À, sáng chủ nhật tới. Đúng rồi. Vậy bạn Tiến Cường trả lời đúng rồi. Bạn biết nó là thì gì không em? Đây là thì gì? Thì câu 8 là thì tương lai đơn ạ. Thế câu 7 là thì gì? Là thì hiện tại đơn ạ. Rồi, vậy bạn Tiến Cường trả lời đúng, tôi sẽ ghi điểm 10 nha. Vậy là tổng hợp lại thì tổ này sẽ có điểm 0, điểm 10, điểm 4, điểm 5. Và cả tổ trưởng nữa. Vậy tổng vào tổ này chỉ có 5 điểm. 5 hơn một chút nhưng mà tôi ghi 5 thôi. Bởi vì có nhiều bạn chưa xuất hiện mà không nhắc nhở nhau học tập, ra đang học lại đi đâu. Để tôi xem nào. Để tổ bạn Hương vắng nhá. Bạn Hương vắng ghi điểm 0 đã. Còn tổ 1 chỉ còn xuống điểm 5 thôi.
Bây giờ chuyển sang tổ 2. Các bạn cố gắng lấy điểm của tổ 2 nữa nhá. Tổ 2 đang được 10. Và cụ giữ nguyên phong độ càng tốt. Nào vậy xin mời các bạn. Hãy làm bài tập 2. Bài tập số 5. Bài tập số 5 nhá. Nào, suy nghĩ làm nhanh. Tổ 2 cố lên, các tổ khác cố lên. Đây, tôi chiếu như này là dễ nhìn rồi. Các bạn, nếu mà có câu trả lời thì mạnh dạn trả lời ngay, đỡ mất thời gian mà có rất nhiều cơ hội lấy điểm. Thầy viên tổ 2 xin trả lời ạ. À, từ từ để cô chỉnh một chút. Nó đang bị lẹm chữ. Nhưng mà nếu mà ấy về thì lại nhỏ quá. Rồi. Thành viên tổ 2 trả lời. Rồi xin mời. Câu 1 là STEM collecting. STEM collecting tức là nói về gì nhỉ? Tên của sở thích của người này đúng không? Căn cứ vào đâu mà em biết là STEM collecting? Em thưa cô, tại vì ở đầu người ta có nói là lúc đầu người ta sưu tập theo quốc gia và họ đã chọn một chủ đề của đất nước họ. Hiện nay thì họ thích thu thập các chủ đề từ một số quốc gia. Các chủ đề yêu thích nhất là thể thao, nghệ thuật, chim hoa. Nhưng mà như thế thì không phải nói về sở thích sưu tập tem đâu em ạ. Em xem lại, em dịch lại. Không phải là stem collecting. Mà là gì nhỉ? STEM collection. Đấy. Collection. Chứ không phải là collecting, bởi vì đây đang nói về bộ sưu tập thôi. Có nói về sở thích sưu tập đâu đúng không? Đang nói về bộ sưu tập tem thôi. Nào các em ghi. Bộ sưu tập. Đây là danh từ. Chứ không phải là collecting, không phải động từ sưu tập. Để có hơi một chút nhầm lẫn. Rồi xin mời một bạn ngồi đằng sau bạn Lan à. Có phải là thuộc tổ 2 không? Bạn thì không ạ. Thế em chỉ định cho tôi một bạn trong tổ em để làm. Bạn Thu Thủy ạ. Nào Thu Thủy nào. Thu Thủy trả lời. Em thưa cô. Câu 2 chọn gì? Butterfly collection. Nào có bạn bây giờ mới vào này. Butterfly collection. Butterfly collection nghĩa là gì em? Bộ sưu tập bướm. Ok. Butterfly là bộ sưu tập. Bộ sưu tập bướm. Rồi. Vậy là chúng ta thấy là butterfly đã biết rồi. Thế còn cái thứ ba còn lại nó là gì Thủy? Em thưa cô là growing plants. Growing plant nghĩa là gì? Trồng cây. Nào, vậy là bạn Lan không nhắc, tôi đang hỏi bạn Thủy mà. Thế bạn Thủy cho tôi biết là căn cứ vào những từ nào mà mình biết ở đây là sở thích trồng cây. Em thưa cô là có rất nhiều người muốn trồng cây, nó ở đâu ngày nay sở thích này đã trở nên rất là phổ biến trên thế giới. Gì nữa nhở?
Hả? Mọi người thích Mọi người thích hình thức luyện tập này và nó là một hình thức giải trí rất là enjoy, nghĩa là gì? Rất là thú vị. thích thú thú chỉ cần một ít đất, một ít hạt cây và một ít gì nhỉ? Các thùng á, thì các tông ấy, thì chúng ta có thể tha hồ sáng tạo ra những thứ đẹp và có thể trồng nó đấy. Vậy là cái kỹ năng gì của bạn bạn Thủy là chưa ổn lắm nhá. Cái từ grow plant rất là dễ trồng cây, nhưng mà còn phải để bạn nhắc. Và tiếp theo nữa là cái bạn Quỳnh Lan thì cái từ stem collection thì lại nói là stem collection và hơi sự nhầm lẫn một chút và chưa biết dịch lắm. Thế nên mà tôi sẽ gọi tiếp tổ tổ 2 làm tiếp bài tập dưới này nhá. Nào, bài tập tiếp theo. Câu 1 làm như nào tổ 2? Xin mời bạn đằng sau, ngồi đằng sau của bạn Thùy nào. Đằng nào là bạn ngồi đằng sau bạn Thùy nào? Diệp ạ. Diệp, nào Diệp trả lời. Diệp trả lời câu 1 nào. Em thưa cô là câu 1 là Câu 1 là go, gone. Go là từ go này á, go này biến thành cột 3. Cái bài tập này tôi đã gửi rất là lâu rồi nhá, không phải bây giờ mới gửi nên người ta làm. Và cho cô biết đáp án là sao lại là go. Cái gì chết đây? Chết là gì em biết không? Chết là chơi cờ. Chơi cờ thì không thể nào là go được. Đây ạ. À phải là play chess đúng không? Và thì gì? Thì gì Diệp? Đây nhá, John có rất nhiều sở thích. Anh ấy thích chơi, anh ấy chơi cờ ở trường và anh ấy cũng chơi chơi trượt ba tanh. Vậy thì em thấy là điền từ chơi, nhưng mà đây là chủ ngữ gì nhỉ? He. Bạn Mạnh Cường nhắc lại cho tôi đối với chủ ngữ thì làm như nào Mạnh Cường? Chủ ngữ he thì làm nào? Đối với chủ ngữ he thì mình làm nào với động từ? Đi là quá khứ em ơi. Lúc nãy tôi cứ mở lại ở trên nhá. Rõ ràng tôi có ghi nói với bạn Mạnh Cường thì biết thì tương lai rồi. Xong đó bạn bạn gì đây nhỉ? Bạn Đình Cường chứ. Bạn Đình Cường này chưa biết là chủ ngữ SAS thì mình thêm chủ ngữ là hi sĩ thì mình thêm SAS này vào đối với thì hiện tại đơn đúng không? Bạn Đình Cường chưa biết, thế bây giờ bạn Mạnh Cường cũng biết à? Đối với thì hiện tại đơn chủ ngữ hi sĩ thì mình thêm gì? Ừ, thế với động từ play này làm như nào? Ạ. Vậy thì bạn Đình Cường với bạn Mạnh Cường biết chưa? Biết nắm được chưa? Là chủ ngữ hi sĩ mình phải thêm s đối với thì hiện tại. Thế bạn Diệp nắm được chưa? Rồi ạ. Thế làm nào với câu này là Diệp? Play phải thêm s ạ. Rồi, và đọc là play gì? Play. Blaze, blaze. Cái đằng sau những cái chữ nguyên âm như này chúng ta đọc blaze. Nào các em ghi vào. Và tôi yêu cầu bạn Diệp cũng như các bạn khác phải nhớ là đằng sau chủ ngữ là gì nhỉ? Sau gì? Đằng sau chủ ngữ hi si ít danh từ số. Ít thì mình phải làm như nào? Em hỏi Động từ thêm S hoặc ES nhé. Tôi yêu cầu
Các bạn này phải nhớ được cái chỗ này. Không nhớ được thì không thể nào tiếp được đâu. Cái chủ ngữ he sẽ thì mình động từ mình thêm sẽ vào. Còn đối với động từ have thì mình sẽ chia là he giờ. Thì ở thì hiện tại thành chúng ta mới học là chủ ngữ he sẽ thì mình dùng he giờ đấy. Ghi thêm mà nó đi với từ he giờ như thế này, ghi vào. Và cái này là place, cái này là he giờ đấy. Vậy bạn Diệp chưa biết làm gì tại đơn đâu nhá. Quá khứ đơn thì không biết có nắm được không. Tương lai đơn là hiện tại hoàn thành nữa. Vậy bạn Diệp còn yếu kém lắm, cố gắng lên nhá. Bạn Diệp làm tiếp câu 2 xem nào. Em cô câu 2 là thêm es ạ. À, câu 2 là mình thêm es. Nhưng mà thêm es vào từ nào? Go. À, go skating. Ok. Đấy. Vậy là hiểu ra chưa? Hiểu ra là chủ ngữ he thì mình phải thêm es nhớ nhá. Phải nhớ thường trực điều đấy, Diệp ạ. Cũng như bạn Cường nhá, các bạn Cường nhớ đấy. Go skating là đi trượt ba tanh. Đi vào. Rồi, vậy bây giờ tiếp theo xin mời bạn đằng sau bạn Diệp nào. Em trả lời đi, em tên gì? Trang. Trang, rồi Trang trả lời. Câu số Câu số 3 làm như nào? Listen for what? Nghe có được không cả lớp nhỉ? Có ai nói là listen for what không? Không đúng. Xin mời bạn em nhầm ạ. Câu 3 là go thêm es. À, go for what nghĩa là gì? Nào Trang nhớ nhá. Chúng ta có cấu trúc go for what nghĩa là gì nhỉ? Đi bộ, ghi vào. Nào, sau này tôi đưa tài liệu cho làm cái này phải làm đúng đấy nhá. Go for what là đi bộ. Lúc nào cũng là như thế. Và chủ ngữ he thì mình thêm es thôi. Thì bạn Trang còn nhầm. Kể cả bạn Diệm thế. Chỉ đạt được 50% thôi. Trang làm tiếp câu 4. Câu 4 chọn listen. À, câu 4 thì mới là listen. Như thế này được chưa? Đúng chưa? He listen music, listen to music. Có ai có ý kiến gì khác không? Thêm es ạ. À, bạn Trang vẫn chưa thường trực, chưa hiểu được là sau chủ ngữ he thì mình phải thêm gì? Thêm es hoặc es. Chúng ta chỉ thêm es đối với chủ, đối với các từ tận cùng bằng o, ch, sh, sx. Tóm lại là trong từ ông sáu già chơi sẽ hát thì mình sẽ thêm es. Và mình đọc là sáu già chơi sẽ hát, mình đọc là c. Còn đây là listen giờ. Tôi như dạy chúng ta lại này. Dạy lại từ lớp 6 này. Câu số đấy là bạn Trang, phải bạn Trang là động viên. Chưa biết đâu nhá. Thì cho 4 thôi ấy. 4,5 đã. Bởi vì từ listen này vẫn chưa thường trực, vẫn chưa biết là chủ nghĩ thêm hết. Vậy bạn tiếp theo bạn Trang nào. Bạn gì đấy? Ngồi đằng sau bạn Trang. Giang ạ. Giang à? Rồi. Không ạ. Cái gì? Ngọc Anh ạ. Ngọc Anh, Ngọc Anh trả lời câu 5 nào. Em được cô là Da. À, Da Athletic nghĩa là gì? Em được cô là... Chơi thế vận hội. Cái gì? Chơi thế vận hội á? Nào, vậy là từ do em có thể dùng nhiều lần. Nhưng mà như trong bài này người ta không cho từ da thì phải em ạ. Em nhìn đây. Người ta chỉ cho go, cho play, cho what, cho listen thôi. Nếu mà người ta không yêu cầu đồ bài như thế em có thể dùng da athletic. Nhưng mà trong trường hợp này nó không có từ da. Lấy thêm ad ạ. Phải dùng từ nào à Ngọc Anh? Play thêm ad. À play. Play là chơi đúng không? Chơi điền kinh. Vậy là ngoài việc là chỉ chơi thôi chứ không phải thi đấu thì mình cứ dùng từ play. Còn thi đấu thì mình dùng ra được. Vậy play thêm hết cái gì? Dạ. Vậy bạn Ngọc Anh nhớ nhá.
Từ athletic không phải là điền, không phải là như em nói là vận động vận hội gì đấy, mà athletic là gì nhỉ? Điền kinh. Nói mấy lần từ lúc nãy cũng nói rồi. Nào, vậy là bạn Ngọc Anh vẫn chưa, cô vẫn chưa chú ý trong cái phần này. Dùng đa thì người ta không cho đa, dùng play thì được, phải có thể. Thôi động viên cho điểm 7 vậy, bởi vì chưa nhớ nghe tiếng Việt từ. Động viên đây nhá. Bạn Ngọc Anh làm tiếp câu 6. He gì? Em cô là he play. Ok, play thêm s nghĩa là chơi bóng đá. Rồi, thế là bạn Ngọc Anh xứng đáng được điểm 7. Còn các bạn khác, tiếp theo bạn Ngọc Anh nào. Bạn cuối gì, bạn bên cạnh? Bạn gì nhỉ? Em ạ, Đình Tâm ạ. Mình Đình Tâm. Vâng. Đình Tâm trả lời. Em với cô, câu 7 là... Em với cô câu 7 là go, hay là go? Go viết như nào? Go giữ nguyên ạ. Từ đầu tiên ấy cô. Go, ờ, từ đấy là go giữ nguyên. Tại sao lại giữ nguyên em nhỉ? Tại sao lại giữ em nguyên? Em với cô vì nó là số nhiều ạ. À, his friend đằng trước nó là số nhiều, zone and friend là nhiều người đúng không? Vậy Đình Tâm nhớ nhá. Thế tại sao lại chọn go em? Mà không chọn động từ khác? Em với cô vì... Em với cô tại có swimming ạ. À, chúng ta có từ go swimming là đi bơi đúng không? Mà cô đã dạy là go cộng với những động từ đuôi ing đấy, đúng rồi. Rồi, vậy bạn Đình Tâm trả lời tiếp câu 8 nào. Em cho cô câu 8 là... Play. À, play. Play basketball. Có thêm S gì không? Không ạ. Ok, tại sao? Em cho cô tại vì... Tại vì chủ ngữ của nó là... Em cô tại vì có dây. À, dây này là họ nhá. Vậy em Đình Tâm phải nhớ từ dây nghĩa là họ nhá. Vâng. Dây nghĩa là họ thì là số. Số nhiều. Số nhiều thì mình động từ không cần thêm thêm s. Nào, vậy những cái cơ bản mà không nắm được là hơi buồn đấy nhá. Vậy câu số 9 làm như nào Đình Tâm? Em với cô câu số 9 là quát giữ nguyên ạ. Từ nào? Cái câu, à, cái số thứ 3 ấy. À, watcher, watcher. Em đọc watcher là cô biết rồi, watcher nghĩa là gì? Em đưa cô watcher là... xem ạ. Rồi, xem phim. Rồi, vậy bạn Đình Tâm có biết làm những câu ở thì hiện tại đơn. Và rất là may mắn là trong số này toàn là những cái không thay đổi. Thì... nhưng mà nếu như mà thêm S thì play đọc là play giờ, em có biết không? Biết không em? Và go thêm s đọc là goes. Em có biết không? Có. Và nếu mà what mà thêm s thì là đọc là gì? Em với cô what mà em thêm s là what? What mà thêm gì? What mà thêm s thì đọc là what gì? Quát giờ. Không phải. Lúc nãy cô vừa nói rồi, ông sáu già chơi CSH thì mình thêm S và mình đọc là chi. Nào, vậy Đình Tâm nhớ nhá. Thứ nhất là Đình Tâm nhớ go swimming là đi bơi này. Và sau, sau này o giờ ông sáu già này ghi vào chơi CSH. Còn có quả chữ sờ sờ là sung sướng nữa. Nhưng mà như thế là được rồi. Là sau những cái đấy Đình Tâm nhớ nhá, thì mình sẽ thêm s. Thêm s. Và cái o này thì mình sẽ đọc là go giờ lúc nãy học rồi. Còn thêm s chỗ này sẽ đọc là chi. Đọc là is.
Và khi mà làm bài tập phát âm thì mình sẽ tìm được ngay những cái đuôi nào có cách phát âm khác. Đấy, vậy là bạn Đình Tâm, tôi sẽ ghi điểm 9 nhá. Vậy tổng cộng lại, tổ này gồm có 7 này, 9 này, 4 này, 5 này, 7, 9, 4, 5. Và bạn Thủy với bạn tổ trưởng nó vẫn chưa xứng đáng được điểm 10 đâu. Tổng chung lại, tôi sẽ ghi tổ này điểm 7. Nào, vậy là các bạn phải cố gắng, phải biết làm. Mẹ điểm 7 nhá, tổ 2. Hình như nhầm năm thôi, không sao, vẫn nhìn như này vẫn biết là tổ. Vậy tổ 1 lúc nãy là 5 đúng không? Tổ 2 là 7. Tiếp này, tiếp tục nhá. Tất cả các bạn đều phải cố gắng làm nhá. Tổ 3. Tổ 3 hãy làm bài tập số 7. Nào. Tổ 3 đã được 10 đấy, giữ phong độ của mình đi. Xin mời bạn đầu tiên. Anh yêu cô, từ nãy là tổ 2 là tổ 1, không phải tổ 3 đâu cô ạ. Thế à? Được rồi, tí nữa tôi sẽ sửa lại. Bây giờ cái quan trọng là lấy cái điểm về sau, chứ cái điểm về trước làm gì còn có tác dụng nữa. Mình phải luôn luôn cố gắng. Nào, vậy bây giờ xin mời tổ 3. Xin mời bạn đầu tiên của tổ 3 nào. Bạn ngồi bàn đầu. Cô là Da-yo-pa-de-lai. Okay. Listen rock music. Does your father like listen rock music? Rock music. Đây là bạn gì đây? Hải Yến ạ. Hải Yến, các bạn trong tổ có đồng ý với đáp án của bạn Hải Yến không? Em sửa thành là listening ạ. À, bạn gì sửa? Phương Thảo. Phương Thảo sửa là listening. Vậy các bạn chọn đáp án nào? Cả lớp chọn listen hay là listening? Listen ạ. À, vậy các bạn Hải Yến và các bạn có đáp án là listen ý, làm ơn nhớ lại cho tôi. Nào, Hải Yến nhớ này và các bạn khác là nhớ này. Tôi đã dạy là sau like, sau gì nhở? Love. Sau enjoy. Hay là sau những động từ như là thích, ghét, nhớ, quên, bắt đầu, kết thúc? Phải là gì? Thêm tủ. Ai bảo thế? Có em nói cô là khi nó chưa xảy ra thôi. Còn đây là bố tôi thích nghe nhạc. Thì theo là bố tôi đã nghe, thích nghe nhạc thì bố tôi đã nghe chưa? Nghe rồi đúng không? Nghe nhạc rồi thì mới là thích chứ. Vậy chúng ta sẽ phải chọn động từ đuôi in, verb in. Vậy đáp án đúng của câu này không phải listen mà phải là gì? Listening. Vậy là bạn Hải Yến chưa biết làm cái phần này. Xin mời ghi nhớ ngay. Và đây là một phần kiến thức. Sau like, sau love, sau enjoy, sau prefer ấy, đằng sau là verb in. Kiểu gì thi vào 10 cũng có. Và tất cả các bài thi của lớp 7 từ giờ trở đi sẽ có. Kiến thức này cũng rất là quan trọng. Cứ đằng sau từ like, love, enjoy, vân vân là phải là verb in. Khi nó đã xảy ra. Nhớ chưa? Khi diễn tả sở thích, khi chỉ những sự việc đã xảy ra. Và bạn Phương Thảo cũng, các bạn khác cũng nhớ thêm một điều là có thể là cộng với, có thể cộng với to verb khi sự việc chưa xảy ra. Vậy đã xảy ra, các em ghi đầy đủ vào. Vậy cái thực hành kém lắm. Verb in khi sự việc đã xảy ra và sẽ cộng với to verb khi sự việc chưa xảy ra. Nào, vậy tất cả mọi người đều chưa biết chỗ này nhé, cả bạn Phương Thảo, Hải Yến, tất cả các bạn ghi vào. Và tôi sẽ thu vở đấy. Có đầy đủ những cái này. Vậy là bây giờ Hải Yến đã nhớ được chưa, hiểu được chưa? Được. Thế với Hải Yến làm tiếp cho tôi câu 2 nào. Em cô là do your parents like going on holiday ạ. À, vậy là đã biết là thêm in rồi nhá, nhớ nhá. Sau like sẽ là verb in. Được rồi. Xin mời bạn tiếp theo, bạn Yến nào. Rồi, Phương Thảo làm tiếp của ba nào.
thưa cô là Ok, nghĩa là gì em? Bạn có thích ăn kem? Bạn có thích ăn kem không? Nhớ nhá. Và phải học thuộc câu này ấy thì sau này đi thi sẽ không bị sai. Bạn có thích ăn kem không? Rồi bạn tiếp theo, bạn Phương Thảo nào. Đằng sau. Em thưa cô là du go ken hết du in the Hung Quốc ạ. Hết du in the Hung Quốc. Vậy câu này nghĩa là gì em? Câu này nghĩa là gì? Bạn gì đấy? Em tên là gì? Có nghĩa là những người bạn của tôi có phép làm bài tập về nhà của họ không ạ? Những người bạn của bạn có ghét làm bài tập về nhà không? Ok. Đúng rồi, bạn gì đây? Em tên gì? Nguyễn Thanh Thảo ạ. Thanh Thảo. Rồi, Thanh Thảo có biết làm bài tập rồi, biết nhớ lại đằng sau hết, sau like vân vân là verb in rồi đúng không? Và thì hiện tại thì biết rồi nhưng mà phần dịch thì còn kém nhá. Vậy các bạn này hầu như là dịch, bạn Phương Thảo cũng đều chưa biết dịch. Bạn Hải Yến thì còn chưa nhớ phần ngữ pháp này. Vậy là tổ 3 vẫn còn nhiều bạn lấn cấn chưa biết làm những cái tiếng Anh. Vậy tôi xin mời các bạn tổ 3 làm tiếp bài số 8 nào, để cho nó chắc chắn phần này. Nói là hãy hoàn thành những bạn này xem là có sở thích gì. Mai làm sao? Mai cái gì, bóng đá nhỉ? Xin mời bạn đằng sau, bạn Thanh Thảo nào. Em cô là Mai lớp ạ. À, Mai lớp gì? Lớp giờ. Nghĩa là Mai thích gì? Mai thích bóng đá. Thế chỉ làm mỗi thích bóng đá thôi à? Mà cô vừa dạy là đằng sau like, love, play, play. Thì phải là play. Play. À, phải là play. Playing football nghĩa là Mai thích chơi bóng đá. Bóng đá. Rồi, để tiếp câu 2 làm như nào em? Em cô là he loves walking to the mountain. He loves. Em phải đọc là he loves. Walking nghĩa là gì? Walking. Cô là anh ấy thích leo núi ạ. Không phải từ walk không phải là thích leo núi mà là đi bộ. Walk là đi bộ. Em có nghe bài Walking in the Sun chưa? Đi bộ lên núi. Em tên là gì? Cô tên là Yến. Hải Yến tưởng là ngồi đằng trước ở trên của bạn Thanh Thảo mà hóa lại ngồi sau à? Thế bây giờ Hải Yến, bạn Thanh Thảo làm tiếp câu 3 nào. Thanh Thảo làm câu 3 nào. Tất cả chúng ta ghi đầy đủ vào nhá, như tôi ghi. Câu 3 làm nào ấy, Thanh Thảo? Cái gì to school? Em thưa cô là he don't Mai ạ. He có dùng don't Mai được không? Tên là Mai thì không thích, không ngại đi đến trường. Nhưng mà khi mà chuyển sang ngôi he thì mình không thể là he don't Mai được không? Em thưa cô là doesn't Mai ạ. Mai. Chúng ta có từ mày là mai. Kem ghi vào. Vậy sửa thành doesn't mai gì? Don't mai thì chuyển thành doesn't mai. Vậy kem ghi. Doesn't mai nghĩa là không ngại. Tức là anh ấy không ngại đi đến trường. Vậy bây giờ phải làm như nào? Vậy đằng sau mai cũng có cộng với cũng là verb in.
cũng cộng với bình. Vậy chị làm nào bây giờ? Với động từ trong ngoặc đấy. Cô là he doesn't mind going to school ạ. Ok, going to school. Vậy chúng ta có từ doesn't mind là không ngại. Tất cả ghi vào kiến thức này phải nhớ nhá. Nhất là bạn Thanh Thảo cần phải nhớ cho tôi từ doesn't mind. Khi tôi hỏi đến là phải nhớ và làm được. Doesn't mind nghĩa là không ngại. Doesn't mind nghĩa là không ngại. Here. Đây. Nào cái gì cơ? Nhớ nhá, Thanh Thảo nhớ nhá. Sau doesn't mind nghĩa là không ngại cùng verb in. Rồi. Vậy còn bạn nào nữa nhỉ? Ở tổ số 3 còn bạn nào nữa? Cô là bạn Phương Thảo rồi, Thanh Thảo rồi. Bạn Tuyết ạ. Ừ, Tuyết trả lời. Tuyết trả lời câu 4 là thế nào? Sau don't lie này cũng là verb in. Vậy sẽ làm được là gì? He likes listening to music. He likes. He likes. Có thêm mét không em? Có thêm mét không? Có. À, tại sao lại thêm mét nhỉ? He likes. Ok, listen in to music. Nghĩa là gì em? Listening to. Đằng sau đây là verb in, nghe anh ấy thích gì nhỉ? Nghe. Anh thích nghe nhạc. Rồi, tiếp câu 5 là như nào em? Tuyết. Câu là he hates tidying my room. À. Anh ấy ghét dọn phòng của em. Có được không? Tức là anh ấy ghét dọn phòng của em ấy, Tuyết. Hit room ạ. Ok. Vậy chúng ta lúc nào mình nói phải hiểu nghĩa tiếng Việt thì mới nói đúng được. Tidying his room. Rồi. Tidying his room ở đây có rồi, có sẵn rồi đúng không? Tidying his room, vậy sau hết là với mình và chúng ta nhớ từ tidy là dọn dẹp nhá. Cả lớp nhớ từ tidy. Tidy là dọn dẹp. Bằng với từ cớ clean. Hay là clear, tắt bếp. Tiếp câu số 6. Làm như nào Tuyết? Nào câu số 6 làm như nào Tuyết? Cô là he doesn't like doing homework. Doesn't like doing homework. Ok, nghĩa là gì hả Tuyết? Anh ấy không thích làm bài tập ở nhà. Đúng rồi. Vậy là bạn Tuyết có hiểu bài, có dịch được, mà chỉ có mỗi từ cái chỗ mai cho thôi. Vậy tôi ghi điểm tết điểm 9 nhá. Vậy là các bạn này có hiểu nghĩa tiếng Việt và bài này nó cũng là tương đối dễ. Thế là mình chỉ dùng ngôi hi đối với các động từ và nhớ là phải TMSOS và doesn't đối với ngôi hi. Và động từ đằng sau những đấy phải thêm in. Và nhớ chuyển đổi sao cho nghĩa tiếng Việt đầy đủ. Vậy là tổ này cũng tương đối trả lời được. Tổ mấy nhỉ? Tổ 3. Ok, tương đối trả lời được. Cái bạn Phải Yến là chưa nhớ lắm thôi. Và bạn Phương Thảo là cần phải nhớ nghĩa tiếng Việt này. Rồi là khi nào dùng verb in to verb nhá. Xảy ra rồi thì sẽ dùng verb in, mà chưa xảy ra là dùng to verb. Bạn khác. Vậy là như thế để tôi sẽ ghi bạn tiết điểm 9 ở đây rồi. Nhưng mà tôi sẽ ghi tổ này điểm 8. Đấy, vậy chốt lại đề điểm cuối cùng này mới là quan trọng. Có điểm bằng trước nó không quan trọng nữa mà phải về sau. Và tất cả lúc nào cũng phải cố gắng. Vậy tiếp theo là bài tập số 9. Hôm nọ có làm rồi, đúng không nhở? Chúng ta nhớ không? Trong bài thi kiểm tra tôi cho chúng ta làm rồi và có đáp án trong vở rồi. Thế bây giờ tôi kiểm tra tổ 4. Câu 1, xin mời Hoa nào.
Hoa có mặt không? Hoa có mặt không? Có ạ. Rồi Hoa trả lời câu này. Cho suy nghĩ một lúc trả lời tất cả câu hỏi nhé. Chưa, bài tập này cô chữa chưa cả lớp? Bài tập này chữa trên lớp rồi. Nó chính là bài tập số 9 hoặc 10 ở trong cái tờ kiểm tra hôm trước. Vở chúng ta đã ghi rồi. Bạn thích đi nghỉ ở đâu? Vào kỳ nghỉ. Vậy làm được như nào? Que gì? Giống như bài tập trên này, muốn hỏi là bạn đi đâu thì là where gì? Câu hỏi đối với thì hiện tại đơn là where gì đây này, giống như trên này này, where gì đây? Where do, xong là chủ ngữ cộng động từ. Nào, vậy là where. Có ghi trên bảng ở đây không? Chưa có ghi trên bảng where cộng trợ động từ. Trợ động từ thì có thể là do hoặc là da. Duda, đứt đối với thì quá khứ. Và các trợ động từ khác người ta cho gì dùng đấy. Và sau đó là chủ ngữ, sau đó đến động từ chính. Vậy thì làm như nào câu này? Where do you like to Where do you like? Đây giống như trong bài đây. To go gì? Tôi thích đi leo núi. Bạn sẽ đi đâu? Có thể làm là to go hoặc có thể làm going cũng được, bởi vì đã từng đi và bây giờ thì chuẩn bị đi đấy. Là tôi thích đi leo núi. Bạn thích làm gì vào kỳ nghỉ chuẩn bị? Vậy có thể làm là where do you like going hoặc là to go. Rồi tiếp câu 2. Từ từ đợi cô một chút nhá. Alo. Dạ vâng, em là giáo viên dạy của Hương. Chị là phụ huynh của Hương ạ. Vâng, thì vừa rồi ở trong lớp em gọi em ấy trả lời nhưng mà không thấy em ấy đâu. Thì không biết là có lý do gì không chị? Vâng. Vâng, nhưng mà em gọi thì không thấy trả lời. Vâng, thì em cũng lo bởi vì cũng có nhiều sự cố là xảy ra khi học online ấy, thì em gọi cho gia đình xem thế nào. Vâng, lên xem ông bảo cháu là trả lời bài tập của em nhé, em chuẩn bị gọi đấy. Vâng. Thế bạn Hương có mặt ở đây chưa? Bạn Hương có mặt chưa? Tôi gọi điện về gia đình rồi đấy. Xem thế nào, có nhiều vấn đề xảy ra khi học online lắm nhưng không thể, các em phải gọi trả lời khi cô gọi. Câu số 2 bạn Hoa trả lời tiếp nào. Hoa trả lời được không? Bạn Hương ở tổ mấy các bạn? Bạn Hương tổ 1. Rồi tí nữa bạn Hương lên, có mặt thì lên tiếng nhá. Bạn Hoa có trả lời được tiếp câu 2 không? Em Trương đi xa. Thế xin mời một bạn cạnh bạn Hoa. Bạn gì đây? Bạn gì cạnh Hoa nhở? Hoa? Bạn Chí ạ. Bạn Minh Chí ạ. À, Minh Chí có trả lời được không? Không. Không trả lời được cho điểm không đấy. Cái này đã chữa rồi. Đây nhá. Ôi ôi. Ai ngồi cạnh bạn? Bây giờ tôi à, bạn thích ngồi cạnh ai? Đây là tôi thích ngồi cạnh bạn của tôi Jack ở trường. Thế người ta sẽ hỏi là bạn thích ngồi cạnh ai? Ai mà bạn thích ngồi cạnh? Vậy thì mình sẽ được là who đây rồi. Bây giờ đến trợ động từ. Đây, trợ động từ đối với ngôi ai yêu là giống như câu trên này. Who
Who do gì? Who do you like sitting on my sister's next to? Who do you like sitting next to? Sitting. Nào bạn nhanh trí cho tôi biết cái câu này dịch là gì? Cô thấy chữ sitting em ghi mỗi chữ sit thôi được không cô? Không được. Người ta cho từ like cộng với đuôi ing hoặc tu verb, mình không thể nào ghi một chữ sit được, như thế là sai ngữ pháp, không được điểm. Phải đúng y như thế này. Nào Minh Trí cho cô biết cái này dịch là gì? Tôi sẽ còn cho phát đề kiểm tra lại nhá. Tất cả học cẩn thận. Nào Minh Trí, đáp án này dịch là gì? Bạn thích ngồi với ai ở trường ạ? Bạn thích ngồi với ai ở trường và ai bạn thích ngồi cạnh? Địch đúng từ ở đây là ai bạn thích ngồi cạnh? Ghi vào ở trường. Vậy là Minh Trí còn yếu phần dịch lắm. Và cái bài này đã chữa rồi mà lại không biết làm. Tiếp theo, Minh Trí làm tiếp câu 3. Xem hôm học on trực tiếp đây đã ghi bài đầy đủ chưa? What kind gì? Minh Trí có làm được không? Đây là bạn của tôi thích nghe nhạc rap. Thì ý là loại nhạc nào mà bạn của bạn thích nghe? What kind gì? Bamboo. Vậy Minh Trí có trả lời được không? Hoa có trả lời được không? Thế bạn nào xung phong? Em Phương gì? Phương. Phương có phải tổ 4 không? Em thơ. Phương phải tổ 4 ạ. Thơ tổ 4 nha. Rồi cô sẽ mời thơ. Thơ tổ 4 đã. Em thương cô là What can do your friend like listening to? What can I do your friend? Do your friend. Friend em S ạ. What can I do your friend? Bản thân của nó có từ friend, nó có S rồi. What can I do your friend? Like. Ok. Listening to. Có từ do đây rồi. Thơ có biết nghĩa là gì không? Cái câu này. Là bạn của bạn bạn của bạn. Thích nghe nhạc thì thích nghe nhạc nào đúng không? Bạn của bạn thích nghe nhạc nào. Là ý là dịch theo đúng từ đây là cái loại nhạc nào mà bạn của bạn thích nghe. Hôm nọ chưa ghi tiếng Việt à? Hôm nọ có giải chữa bài này trên lớp rồi, nhưng mà tôi xin thông báo với bạn thơ là chưa đúng, chưa đủ. Xin mời thơ làm lại. Các em ghi đúng như trên bảng nhé. Còn tên của các bạn có thể không ghi đó. Nào thơ dịch lại. Thơ làm lại, chưa đúng. Các bạn của tổ 4 có đáp án khác không? Có ạ. Bạn nào? Vân Nga. Ngoài bạn em, Vân Nga, có lớp có bạn Phương không? Bạn Phương là tổ 3 ạ. Rồi, tổ 3 cũng được. Bạn Phương trả lời cho tôi. Câu 3 như nào? Phương đâu? Phương không có mặt à? Lớp mình có bạn Phương không các em? Có đây. Bạn Phương có mặt không? Ô, không có, tôi lại gọi gia đình bây giờ. Không nói chuyện được bằng trên này thì tôi gọi về nhà, gọi điện thoại. Nào Phương. Thôi Vân Nga trả lời nào. Em có cô là what kind of music do your friend like listening to? Rồi bạn thơ nghe rõ chưa?
Rồi ạ. Rồi ạ. À, loại nhạc nào phải là what kind gì? Of music. Of music. Nào vậy bạn thơ ghi lại. What kind of music do your friend like listening to? Mới chính xác. Vậy bạn thơ cần phải học cho tôi cấu trúc kind of music nha, là loại nhạc nha. Kind of music. Nói như vậy là bạn thơ với tất cả các bạn đấy. Phải nhớ, khi nào có hỏi lại phải nhớ. What kind of music nghĩa là loại nhạc nào? Loại nhạc. Thì loại nhạc nào mà bạn của bạn thích nghe như thế mới chính xác, về bạn thơ chưa chính xác. Bạn thơ làm tiếp câu 4 nào. Anh đang cô là What do you enjoy going to on Sunday? What do you enjoy? Ok. What do you enjoy? Theo đúng như từ đúng không? Enjoy going to on Sunday. Into, người ta có on Sunday evening rồi, đúng chưa? Nghĩa là gì em? Em thương cô à? Và thứ bảy, bạn thích đi đâu? Và thứ bảy. À, bạn thích đi đi đâu? Chủ nhật, chủ nhật đấy, thứ bảy. Chủ nhật. Tối chủ nhật. Evening là tối mà. Ghi vào. Tối chủ nhật. Tối chủ nhật bạn thích đi đâu? Ok, tối chủ nhật bạn thích đi đâu nhá. Phải biết cả những chính xác những từ đấy nữa để còn sau này còn thi nghe. Thì phải chính xác từ tối chủ nhật bạn thích đi đâu. Rồi vậy bạn thơ có làm được một nửa, tức là cái câu 4 không làm được thôi. Còn bạn Vân Nga làm đúng, bạn Hoa thì cũng mãi mới làm được câu số 1, mặc dù đã chữa rồi, bạn Minh Chí cũng vậy, chưa biết dịch. Thế thì tổ này tôi cũng chỉ cho điểm 7 thôi. Mà giờ trước tổ này là điểm thấp nhất cả cả lớp đấy. Vậy bây giờ đỡ hơn rồi. Bây giờ tôi kiểm tra tiếp. À, kiểm tra tiếp. Cái phần này là phần nói về sắp xếp câu để tạo nên một đoạn nội thoại thích hợp và viết số vào trong ô. Thế trước khi viết số chúng ta phải dịch ra đã. Nào, bây giờ đến tổ 1. Xin mời tổ 1 hãy dịch cho tôi câu. Không. Tổ 4 trước đi. Tổ 4 còn nhiều bạn chưa được kiểm tra. Nào, đằng sau Vân Nga là ai? Đằng sau Vân Nga là ai? Vân Nga? Huyền Anh ạ. Huyền Anh, rồi. Tổ 4 là nhiều bạn chưa được kiểm tra nhá. Huyền Anh ạ. Huyền Anh. Rồi, Huyền Anh dịch cho tôi câu số 1. Các tấm poster của những ca sĩ yêu thích của tôi. À, đây là Joa, là đây là, đây là số nhiều, đây là những poster. À, những poster của ca sĩ yêu thích của tôi. Của ca sĩ yêu thích của tôi. Rồi, tiếp theo trên bạn Vân Nga là bạn nào? Bạn đầu rồi ạ. Ừ, theo bạn Hiền Anh là bạn nào? Minh Thiện. Rồi, phải không? Minh Thiện, dịch cho tôi câu này. Ca sĩ. Ca sĩ ư? Đúng không? Câu hỏi mà. Ca sĩ ư? À, họ rất đẹp. Thank you. Rồi, vậy cái này dễ rồi nhá, nên là tôi sẽ không đánh may nữa, chúng ta tự ghi. They are my favorite t-shirt là gì Thiện? Em ơi cô yêu thích. Họ á? Dây thì trong trường hợp này là vật hay người? Đây là những chiếc áo t-shirt yêu thích của tôi mà. Chúng là họ nhá. Chúng là gì? Chúng là những cái áo sơ mi. Áo thun nhá, sorry. Áo thun. Yêu thích của tôi.
Tiếp. Gì là gì thiện? Tell me about your collection. What are gì? Cô là chào. Chào. Chào tôi. Hãy gì ơi? Tell me about your collection. Kết luận. Gì đấy? Ai đang nói gì đấy? Thiện trả lời tiếp nào. Thiện chuẩn bị bài này ở nhà chưa? Chưa làm bài trước ở nhà. Rồi thì cái câu này dịch là gì? Hãy nói về. Hãy nói cho tôi. Mi á, hãy nói cho tôi biết về. Bộ sưu tập của bạn. Ừ, bộ sưu tập của bạn. Rồi, what là gì? Chúng là. Chúng là gì? Chúng như thế nào cũng được. Ok. Rồi, tiếp. Câu cuối cùng. They interesting, nghĩa là gì? Interesting là gì? Thú vị. À, chúng thú vị. Tiếp. Và đâu là những cái của bạn? Và đâu là những cái của bạn? Vậy câu 1 dịch là gì? Vậy câu nào là câu 1? Câu nào là câu đầu tiên? Trong đoạn thoại này. Câu số 4 là câu 1. Rồi. Còn tiếp câu nào nữa? Tiếp theo là câu 3, câu 3 là câu 2. Tiếp theo là câu 3, là câu 2. Chúng là chúng là những cái áo t-shirt của tôi. Rồi tiếp đi. Câu tiếp theo là câu 5. Câu 5 ạ. Câu 5. Dạ. Cảm ơn bạn. Ôi chúng thú vị quá. Và của bạn là gì ạ? Là câu 1 ạ. Câu 1 ạ. Và cuối cùng là câu 2. Ok, thank you là cuối cùng. Rồi bây giờ tôi xin mời bạn Minh Thiện và bạn Vân Nga hội thoại lại cho tôi đoạn đối thoại này xem thấy hợp lý chưa nào. Em thưa cô cũng viết nhầm ạ. Ở đây là số 5, đúng không? Số 5 và số 4. Ở đây là số 5. Nào, em hội thoại lại đi. Tell me about your collection. They are very nice. Thank you. Rồi câu hỏi lên giọng ở cuối câu nhá. Vậy là bạn Minh Thiện cũng có dịch được bài, nhưng mà có nhiều cái vẫn phải chậm chậm, tôi vẫn phải gợi ý để cho nó nhanh. Và đọc thì cũng tương đối được. Các bạn khác ở trong tổ nào, sau bạn Minh Thiện là ai? Sau bạn Minh Thiện là ai? Ông ngồi sau bạn Minh Thiện là ai? Minh Chí á? Hay là Thắng Chí? Minh Chí. Rồi. Minh Chí cho cô biết what is your hobby nghĩa là gì? Và chúng ta đã có một bài viết về sở thích của mình. Đợt trước tôi đã yêu cầu rồi đấy. Một số bạn đã gửi cho tôi đã có ghi điểm rồi. Nhưng mà nhiều bạn là chưa gửi, chưa viết được câu thì viết bài sẽ rất là khó.
À, Minh Chí có dịch được câu 1 không? Sở thích của bạn là gì? Nghĩa là gì? Nào vậy cô hỏi Minh Chí nhá, Minh Chí có mặt không? Ồ. Ủa? Ừ thế. Sở thích của em là gì? Ừ, thì em sẽ trả lời như nào? Em có sở thích là sưu tập tem không? Em có sở thích là sưu tập tem à? Thế em nói như nào? Cô hỏi what is your hobby? Em trả lời như nào? Nào các bạn còn lại có thể viết một câu nói về sở thích của mình và trả lời xem bắt đầu sở thích từ khi nào. Nào, Minh Chí thích sưu tập tem à? I like gì? Nào giả sử Minh Chí thích sưu tập tem sẽ nói là I like collecting stamp. Đúng không Minh Chí? Thế tôi hỏi Minh Chí nhá, when did you start your hobby? Em bắt đầu sở thích của em khi nào? Đấy. I started my hobby when I was. Khi em mấy tuổi? Hả? Khi em 5 tuổi. When I was 5. Thế cứ trả lời đi, không cần nhất để đúng, mình chỉ viết đúng ngữ pháp là được. Bây giờ câu hỏi tiếp nhá. How can you find the stamp? Em tìm tem ở đâu? Em sẽ trả lời như nào? Ok ạ. Em tìm tem ở đâu? Ở đâu nhỉ? Ở Beaudian nói như nào? I find it at the post office. Vậy các bạn ghi chữ post office vào nhá, là bưu điện vào nhá. Post office là bưu điện, ghi vào. Khi nào tôi hỏi bưu điện là gì phải nhớ đấy. Tiếp theo, why do you enjoy this hobby? Tại sao bạn lại thích sở thích này? Nào Chí nào, tại sao lại thích sở thích này? Chí. Bạn Chí có thích sưu tập tem thật không? Người ta chỉ thích một sở thích khi mà mình thấy nó thú vị đúng không? Vậy cũng muốn nói là tôi thấy nó thú vị nói như nào hả Chí? I think collecting stamp is interesting. Rồi, và đây là câu trả lời của bạn Nga. I think it interesting. Mà có thể dùng là I find it interesting. Hai cấu trúc này bằng nhau nhá. I find it interesting. Rồi, tiếp theo cô hỏi là what about you? What? What is your favorite? À, what is your hobby? Beer. Có thể lấy câu này xuống đây nhá, copy xuống đây. What is your hobby xuống đây? Sở thích của bạn là gì? Thì nó đã có chữ what rồi. Bỏ chữ what đi. What is your hobby? Thì sẽ trả lời là I don't like collecting. I love. Vậy chúng ta sẽ nói sở thích của các bạn. I love playing badminton. À, bạn Nga thì thích badminton. Thế bạn Chí là sở thích là gì? Nga biết không? Bạn ấy bảo là bạn ý ở trên bài viết là thích sưu tập tem, nhưng mà em không hiểu bạn ấy có thích thật không. Ừ, thế các bạn khác có thôi ghi playing badminton của bạn Nga nhá. Badminton mình viết thì mình phải nhớ và mình phải biện minh được chứ. À, bạn Chí là thích viết sưu tập tem nhưng mà lại không trả lời những câu hỏi này đâu. Bài tổ này vẫn được ngần ấy điểm thôi. Tôi thấy chưa thấy có tiến bộ mấy. Các bạn vẫn chưa sung phong và chưa tích cực. Bây giờ đến tổ 3 nhá. Tổ 3.
Hãy làm bài tập D. Bắt đầu. Sẵn sàng trả lời chưa tổ ba hay là suy nghĩ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Ai sẵn sàng lấy gói tên nào? Cô cho bạn. Bạn nào? Bạn nào xung phong để tôi ghi tên ghi điểm cá nhân nào? Bình An. Bình An. Rồi, Bình An. Bình An trả lời câu 1. Em được cô 1 là A. À, tức là gì? Cho điểm vào đây đó là collector là gì? Collector nghĩa là gì em? Là sưu tập ạ. Không đúng. Người sưu tập ạ. À, collector là người sưu tập. Người sưu tập nhá, đang nói là sưu tập tiền xu đấy, là sở thích phổ biến trên thế giới nhất. À, làm và sưu tập tiền xu, những người sưu tập tiền xu thì thích. À, đấy, vậy chúng ta có từ đây là người, collector chỉ người. Người sưu tập, em ghi lại. Vậy là bạn An, Bình An chưa dịch đúng câu này đâu. Bình An dịch tiếp câu 2 nào. Làm tiếp câu 2 nào. Câu 2 là C. C, A giờ. A giờ nghĩa là gì? Cô A giờ nghĩa là khác. Đây nhá, một vài người thích sưu tập tiền xu để cho nó vui. Thế còn tiếp theo là gì? Khác. Cái gì khác? Khác nhưng mà cái gì khác? Khác sưu tập tiền xu để bán. Tức là chỉ cô là một số người khác. À đấy. A giờ là những người khác. Những người khác ngoài những người trên ấy. Những người khác. Đấy là chỉ người trong trường hợp này, còn trường hợp khác có thể chỉ vật. Và A giờ là nghĩa là những nhá. Những người khác. Bởi vì là số nhiều, những nhiều người. Còn A giờ này mới là khác. Là không phải là chỉ là số ít này. Khác chỉ là số ít này. Another nghĩa là một cái khác. Another là một cái khác trong hai cái. Còn the other là cũng là một cái khác, những người khác. Thế còn collection ở đây là bộ sưu tập, đã biết rồi nhá. Collecting là verb in và collected là động từ. Vậy là bài. Cái gì đấy? Ai xung phong trả lời đấy? Bạn Đình An trả lời tiếp đi. Em được cô 3 là B. B nghĩa là gì? B nghĩa là học. Rồi, chúng ta có thể học nhiều thứ về con người và sự kiện ở đất nước. Và ở cả cái gì của đất nước đó khi mà sưu tập tiền xu nhỉ? Câu 4 đi. Cô 4 là A. Lịch sử. Rồi, lịch sử. Rồi, lịch sử đúng rồi. Tiếp. Câu 5 là file. Tại sao dùng từ file? File nghĩa là gì? Là tìm thấy. Tìm thấy chưa? Tìm thấy sưu tập. Tìm thấy điền xu cho bộ sưu tập của mình. Có thể chúng ta có dùng từ tìm kiếm cũng được em ạ. Tìm kiếm. Ok. Rồi vậy bạn Bình An có trả lời được. À, chỉ là khi mà dịch cái từ này bộ sưu tập và những người khác là chưa chính xác. À, tôi sẽ ghi 8 điểm nhá. Bình An 8 điểm. Đấy là tổ 3 đúng không? Còn bạn nào ở tổ 3 nữa nào? Đằng sau bằng Bình An là ai? Bạn Phương. Phương. Vậy Phương dịch cho tôi đoạn bài tập 2 này thế nào? Phương. Dịch cho tôi bài tập đọc 2 nào. Nào Phương. Ô Phương có mặt không? Phương có mặt không? Phương không có mặt à? Đằng sau Phương là bạn nào các em?
vậy như này đi, tôi sẽ cho lớp 10 phút dịch cho tôi hai đoạn văn này. Đoạn văn số 2. Đoạn văn số 2 này và đoạn văn số 3 này để trả lời câu hỏi. Vậy xin mời các em hãy dịch. Dịch ra nhá, mà khi tôi yêu cầu dịch, không còn phải tập viết được cả tiếng Việt cơ, tiếng Anh, tiếng Việt cơ. Đấy, coi như là một thời gian để chúng ta thử thách. Dịch. Cho cô tổ 2 dịch được không ạ? Tất cả mọi người đều dịch. Và tôi sẽ xem mà tổ nào dịch chính xác nhất. Đây, tổ 2 dịch được. Tất cả những gì trong máy chiếu này. Chúng ta thi đấu mà chúng ta phải có thời gian. Vậy dành thời gian cho các tổ này. Các tổ đều dịch đoạn 2 này, đều dịch đoạn 3. Và tôi gọi đến ai thì đều phải trả lời được nhá. Phải dịch được. Bây giờ chưa kiểm tra ngay. Cho người ta 10 phút. Tập viết tiếng Việt. Xong lại phải tập viết được tiếng Anh. Tôi đánh tiếng Việt ra chúng ta phải nói được tiếng Anh cơ. Đấy, xin mời các em tập viết tiếng Anh, tiếng Việt đầy đủ nhá. Tập viết tiếng Anh, tiếng Việt đầy đủ. Làm bài đầy đủ. Cả bạn Bình An nữa. Phải dịch được cái đoạn mà mình vừa làm nhá. Làm bài tập chính xác đầy đủ. Coi như là một thời gian để giải nghỉ ngơi, luyện tập dịch, luyện tập tiếng Anh, tiếng Việt đầy đủ. Mười phút.
Rồi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra cách đọc, cách dịch của các bạn nhé. Nào, ai dịch đoạn 2 nào? Giờ Quỳnh Lan ạ. Quỳnh Lan là tổ mấy nhỉ? Quỳnh Lan tổ 2 ạ. Nhưng mà bây giờ đến tổ 3 cơ. Tổ 3. Ai ở tổ 3 xung phong dịch đoạn 2 nào? Em ạ. Rồi em dịch đi. Cô là sau giờ học ở trường, Susan về nhà và làm mô hình của cô ấy. Cô ấy yêu thích việc làm mô hình. Cô ấy bắt đầu từ một năm trước. Cô ấy cần 2 tuần để làm một mô hình. Cô ấy đặt nó trên kệ phòng ngủ. Bây giờ cô ấy đã có 20 mô hình. Cô ấy nghĩ cô ấy sẽ cần dùng đến những cái kệ khác sớm. Thôi, học kỳ trước cô ấy bắt đầu ồn ào về việc làm mô hình ở trường. Nhưng giáo viên và những người bạn khác không quan tâm. Cô ấy có rất nhiều niềm vui ạ. À, cái chỗ này là try ấy là gì em biết không? Cô là cố gắng ạ. Ừ, đang cố gắng bắt đầu một câu lạc bộ ở trường hoặc là đang thử. Thử cũng được em ạ. Thử cố gắng từ cho ai ấy. Bài tên là gì? Em Hải tên là Yến gì? Hải Yến ạ. Hải Yến ạ. Rồi, Hải Yến. Hải Yến đã dịch vào đoạn văn này. Nhưng mà cô thấy là có cái chỗ cố gắng này với interest thì là không quan tâm là đúng rồi. Thế là tương đối biết dịch rồi. Và áp dụng cái phần dịch đấy, em thử làm câu tiếng Anh này xem nào. Câu số 1 này là gì? Susan make more when she stayed cool. Nghĩa là gì? Cô là Susan làm mô hình khi cô ấy ở trường ạ. Là vậy đúng hay sai? Cô ạ. Tại sao? Cô là ở trên đoạn văn người ta ghi là sau giờ học ở trường sư dần về nhà và làm mô hình của cô ấy ạ. Thế câu 2 nào? Cô là câu 2 dịch là cô ấy đã làm mô hình được một năm ạ. Đúng hay sai? Đúng ạ. Yes. 3. It takes her 2 weeks to make a model. Nghĩa là gì? Cô ấy cần 2 tuần để làm 2 mô hình ạ. Cô là ok. Mất 2 tuần để làm 2 mô hình là sai bởi vì chỉ làm 1 mô hình thôi. Yes. Phải cẩn thận. Câu số 3. 4. Câu số 4. Em cô là cô ấy sẽ cần những cái kệ khác để cô ấy đựng những mô hình ạ. True or false? True ạ. True. Nên là cô ấy nghĩ là cần cái kệ khác. Ok. Tiếp. Câu 5. Susan cố gắng việc làm mô hình của cô ấy. Cô ấy cố gắng về việc làm mô hình của cô ấy và những người bạn quan tâm rất nhiều về nó. Em cô là cô ạ. Ok, rồi lúc này em đã dịch rồi nhưng mà có một từ em chưa biết đó, từ club. Club là gì biết không? Cô là nhóm. Club là câu lạc bộ. Một nhóm mà đúng. Câu lạc bộ. À vậy em có 2 từ em chưa biết. Câu lạc bộ. Đấy, câu lạc bộ nhá. Đây là bạn Yến còn có 2 từ chưa biết, đó là từ try thì biết rồi nhưng từ club là chưa biết. Mới đầu thì từ try là có nghĩa là thử, bạn ấy chưa biết. Và đấy, có hiểu nội dung sâu sắc nội dung bài rồi. Thế đầu tiên cô sẽ ghi điểm 8 đã. Có bạn nào xung phong dịch lại không? Quỳnh Lan ạ. Lúc nãy tôi yêu cầu bạn nào ấy nhỉ? Quỳnh Lan. Lúc nãy tôi yêu cầu bạn Phương hay là bạn nào đấy?
hoặc là Bình An. Ai nhỉ? Phương ạ. Yêu cầu bạn Phương, yêu cầu bạn Phương dịch bạn Phương ở tổ 3 đúng không? Rồi bạn Phương dịch lại đoạn văn này nào. Sau đó tôi sẽ che đi chỉ xem em nói được tiếng Anh không nhá. Nào, bạn Phương dịch lại đoạn văn nào. Phương nào? Có bạn Phương còn chưa thấy xuất hiện ở trong phòng học à? Tôi điểm danh lại nhá. Phương có không? Phương có không? Phương không. Lý do gì mà lại vắng vào phòng học này? Còn có 36 bạn. Nào tôi điểm danh lại nhá. Và các bạn, bạn Phương cứ đọc cái phần học cả tiếng Anh tiếng Việt đấy nhá. Bạn Phương vắng. Mời bạn Phương, còn bạn nào xung phong dịch được không? Thế có nói được tiếng Anh chưa? Ghi được tiếng Anh chưa? Rồi ạ. Nhưng mà ghi thôi à, chứ không phải là nhớ bằng trí nhớ à? Được rồi, tí tôi sẽ hỏi. Bây giờ tôi sẽ hỏi bạn này. Xin mời bạn, tổ 3 là bạn nào? Bạn Hương có mặt chưa? Bạn Mai tổ mấy? Xin mời bạn Mai nhé. Bạn Mai cho tôi biết. Bạn Mai cho tôi biết muốn nói câu là Susan làm mô hình khi cô ấy ở trường nói như nào. Susan làm mô hình khi cô ấy ở trường nói như nào? Mai? Bằng tiếng Anh. Bạn Mai, bạn đang rời rồi cô. Bạn Mai, bạn đang rời rồi á? Đã hết giờ học đâu? Vâng, 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 vâng. Thế mà bạn Diện nào? Diện cho tôi biết cái câu là cô ấy làm mô hình khi cô ấy ở trường nói như nào? She makes model when she stay at school. Rồi. Tiếp theo là muốn nói là cô ấy đã làm mô hình khoảng 1 năm thì nói như nào? Bằng tiếng Anh. Cô ấy làm mô hình khoảng 1 năm rồi nói như nào? She makes model about a year. Ok. Tiếp nhá. Mất 2 tuần để làm một mô hình thì nói như nào? Mất 2 tuần để làm một mô hình nói như nào? Có thể bạn Diện cũng chưa làm bài tập này để nộp cho cô à? Nào? Cô ấy mất 2 tuần để làm một mô hình đây, nói như nào? She need 2 weeks to make a model đây. Vậy là bạn Diện chưa biết cấu trúc này nhá. Và cấu trúc là she need 2 weeks to make a model bằng với it take her 2 weeks to make a model. Đó là cấu trúc là nó lấy của cô ấy 2 tuần để làm một mô hình. Ngoài ra nó còn bằng cấu trúc là she spend about 2 weeks making a model. Sau spend là verb in nữa cơ, còn cấu trúc đấy nữa. Tất cả đều phải biết nhá. Thế tiếp theo cô hỏi câu này. Cô ấy cần một cái giá sách khác để mô hình của cô ấy nói như nào? Cô ấy cần một giá sách khác để mô hình của cô ấy nói như nào?
bằng tiếng Anh. Con này không biết nói. Cô ấy cần một giá sách khác để làm một mô hình. Câu này không biết nói. Đây. Si. Như nào cả lớp nhỉ? Si gì? She need to read a novel so soon. Tu. Tu gì? Để mô hình là nó như nào? Tu. Tu model. À, for her model gọi là tu. Tu put her model. Đấy, vậy chúng ta vẫn còn chưa kiểm soát được tiếng Anh đâu nhá. Và cô ấy đã bắt đầu, cô ấy đã cố gắng bắt đầu một câu lạc bộ mô hình ở trường, nhưng mà giáo viên và các học sinh khác không quan tâm thì nói như nào? Diện. Diện. Cô là cô ấy cố gắng đây, bắt đầu một mô hình đây. But teacher and another student isn't interested. Rồi, vậy chúng ta phải cố gắng nghe tiếng Việt và nói được tiếng Anh nhá. Như này vẫn còn phụ thuộc vào đoạn văn mà còn chưa làm được. Vậy chúng ta cố gắng hơn nhá. Vậy là bạn Diện ở tổ mấy? Diện ở tổ 3 với bạn Bình An đúng không? Em tổ các bạn Bình An. Bạn Diện tổ mấy? Diện tổ mấy? Tổ 1 ạ. Diện tổ 1. Ok. Được rồi. Vậy tổ 1. Tổ 1 đang được 5,5 đấy. Cố gắng thêm. Vậy bây giờ là bài làm dành cho tổ 1 nhá. Đó là bài đọc về jogging and swimming. À, xin mời một bạn ở tổ 1 dịch cho tôi nào. Ai xung phong? Ai nào? Cô tổ mấy ạ? Tổ 1. Hoàng Anh. Hoàng Anh. Rồi, xin mời Hoàng Anh nào. Cùng với chạy bộ và bơi lội, đạp xe, lại, ngừng thức, tập thể dục, toàn diện tốt nhất. Nó có thể giúp tăng sức mạnh và năng lượng cho bạn, mang lại cho bạn một trái tim. Mạnh hơn. Bạn không gánh trọng lượng của cơ thể lên chân khi đạp xe. Nó cũng là một hình tốt cho những người bị đau ở bàn chân hoặc lưng của bạn. Bạn nên bắt đầu sợ thích thêm một cách từ từ. Làm quá nhanh có thể có tác dụng xấu. Bạn nên đạp xe hai lần hoặc ba lần một tuần nếu bạn thấy bạn đang bị đau, bạn sẽ dừng lại và nghỉ ngơi. Rồi, các bạn có nhận xét gì về bài dịch của Hoàng Anh không? Có không? Và là bạn ấy dịch tương đối chính xác. À, gần như là hết chỉ có một từ effect là ảnh hưởng. Này, em phải ghi từ ảnh hưởng vào. Tất cả ghi vào. Effect là ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Effect là ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Ảnh hưởng. À, ngoài ra cái tính từ của nó còn là effective cơ mà. Vậy mình phải biết từ effect này.
Effective là ảnh hưởng. Đấy, là tính tính từ. Còn danh đây là effect là ảnh sự ảnh hưởng, là danh từ nhá. Sự ảnh hưởng. Còn từ affect, nó ra con từ affect là động từ. Affect là động từ ảnh hưởng. Thế chúng ta phải biết nhiều từ như thế này nữa mới được. Đến lớp 7 chúng ta phải biết hết mọi ảnh hưởng nhá, nó ghi đầy đủ cho tôi. Nó đang bị lỗi việc kia, tôi không đánh được. Đây rồi, ảnh hưởng, động từ, ảnh hưởng. Rồi. Xong. Vậy sau khi đã như thế này thì thấy là bạn Hoàng Anh còn, bạn Hoàng Anh còn ra một từ. Còn các bạn khác chưa thấy Xung Phong, vậy Xung Phong trả lời nhá. Câu hỏi 1. Còn trong tổ 1 chú ý này, câu hỏi 1. Why is cycling a good form of exercise? Because it can help to increase your strength and energy. À, tức là cái câu này đúng không? Câu 1 đây đúng không? Nó cung cấp cho bạn, nó sẽ giúp bạn tăng sức mạnh. Vậy từ strength này là danh từ của từ nào? Bạn Hoàng Anh vừa trả lời. Strong. Điều gì nhỉ? Strong. Strong là khỏe mạnh, đúng không? Và động từ của nó là gì? Strengthen. Nhớ nhá. Và energy, giving a strong heart, vân vân. Vậy là biết hết ra là được. Rồi, vậy là Hoàng Anh vừa trả lời đúng không? Đấy là Hoàng Anh thôi, các bạn khác nào? Câu 2. Why my people with a pain in the back go cycling? Tại sao người mà bị đau lưng nên có thể là đi xe đạp được? Tại sao nhỉ? Because you don't carry the weight of your body on your feet when cycling. Ok, chính là câu số 2 đúng không? Làm mỗi bạn Hoàng Anh trả lời cho câu số 3. Các bạn khác nào? What will happen if you do quickly? Chính là câu nào nhỉ? Xin mời bạn Diện nào. Câu 3 trả lời ở đâu? Diện. Câu 3 trả lời ở đâu? What will happen if you do too quickly? Thấy chỗ nào giống thì mình trả lời thôi. Vậy chính là câu nào? Câu là à đây gì? Chính là câu này đúng không? Vậy thấy câu nào giống thì trả lời đúng rồi. Thế câu 4. How often should you go cycling? Chuyện gì xảy ra? How often should you go cycling? Nghĩa là bạn nên đi đạp xe bao lâu một lần? Cái thông tin ở đâu? Đâu nhỉ? Câu này đúng không? Câu này giống thì viết ra thôi. Đúng. Đọc lên như nào? Diện. Và câu cuối cùng. Câu cuối cùng nhá. What will you do if you find you are in pain? Stop and take a rest. Vậy là trả lời bài đọc chúng ta đều biết làm rồi. Và dịch thì cũng biết rồi. Chỉ có mỗi từ effect là chưa biết chúng ta ghi vào. Thế thôi. Vậy là đấy là những từ mới. Còn bài viết thì chúng ta đã đơn lọc học ở trên và viết rồi. Nên tôi sẽ không dạy bài viết nữa. Vậy đấy là toàn bộ nội dung của bài số 1 mà hôm nào chúng ta cũng đã thi rồi. Nhưng mà kết quả chưa cao. Thế bây giờ phần test unit 1. Nào các em có thời gian để làm 10 câu. Để có xem có thể lấy được điểm 10 không nhá. Cái này dành cho tổ 2. Tổ 1. Tổ 2 ạ. Tất cả các tổ nhưng mà tôi sẽ hỏi tổ 2 trước. Vâng. Nào.
Thế các bạn bắt đầu được chưa? Có câu trả lời chưa? Rồi ạ. Rồi. Vậy câu 1 là bạn nào nào? Quỳnh Lan ạ. Quỳnh Lan ạ. Rồi Quỳnh Lan câu 1 chọn gì? Em cho cô là cho cô là chọn D xít tờ. À bởi vì nó là ơ. Ơ à. Tại vì nó là âm y. Ơ âm y. Đúng không? Dài ạ, dài ạ. Đây. Người ta cái chân chữ y là sis, còn đây là first là chữ ơ, girl là chữ ơ, và bird là chữ ơ. Rồi đấy bạn Quỳnh Lan. Bạn tiếp theo bạn Quỳnh Lan à? Bạn sau bạn Quỳnh Lan. Câu 2. Bạn ngồi trên. Câu 2 là B. Không, tôi đang hỏi các bạn ngồi trên bạn Quỳnh Lan đi. Bạn gì bạn nhỉ? Bạn Thắng Tâm. Thắng Tâm trả lời. Các bạn không nhắc nha. Thắng Tâm trả lời. Dạ. Ô, Thắng Tâm chọn gì đây? Burn, sun, hurt hay là term? Sun. Sun gì? Sun là mặt trời nhá. Ok. Sun là mặt trời, để đọc là sun, đọc là chọn khác. Rồi bạn Thắng Tâm chọn tiếp câu số 3. Câu số 3 nào? Nào? Cô là C. Câu số 3 chọn C. Sub là nào Thắng Tâm, câu số 3 chọn C. Các bạn có đồng ý không? Không ạ. Không ạ, chọn D ạ. Không đồng ý bởi vì sao? Nurse là ơ gì? Ơ dài đúng không? Vâng ạ. À, picture là ơ gì? Picture ơ ngắn. Sub. Ơ dài ạ. Và cuối cùng? Cũng là ơ dài. Yes. Đây là như thế thì phải chọn B. Bạn Thắng Tâm nhìn thấy không? Cái picture này có chữ E ở đây này. Thì nó sẽ khác với những chữ này, em hiểu không? Thắng Tâm. Có. Đây mình phải nhìn vào chữ chứ và phải đọc. Vậy là Thắng Tâm chọn chưa chính xác nhá. Bạn xem cẩn thận hơn. Bạn Thắng Tâm chọn tiếp câu 4 như nào? Nào bạn Thắng Tâm chọn câu 4 như nào? Như nào Thắng Tâm? Thắng Tâm không chọn được à? Không. Thắng Tâm chọn được. Xin mời bạn trên bạn Thắng Tâm nào. Em chọn D. Ok, tại sao lại chọn D? Em đọc lên xem nào. Ý ai đọc là gì? Neighbor. Tiếp. Favorite. Tiếp. Future. Counter. Cái này đọc là? Tourist. Là chữ ua đúng không? Nghĩa là gì biết không? Tourist là nói đến đi tour là đi đâu? Nghe đến từ đi tour chưa? Tour gì nhỉ? Tour du lịch em ạ. Tour du lịch, vì thế mình phải chọn vào. Nó chỉ là chữ ua. Và từ tourist thì thêm đuôi ít chỉ người là khách du lịch. Ngoài ra chúng ta có rất nhiều những từ đuôi ít chỉ người nha, như là chemist, rồi physicist, rồi environmentalist vân vân nha. Ghi vào. Và câu cuối cùng bạn đấy là bạn tổ trưởng tổ 1 đúng không? À, bạn gì đấy bạn? Ông ạ, tổ trưởng tổ 1 là bạn. Bạn vừa rồi trả lời là bạn gì? À bạn Giang. À bạn Giang ạ. Giang cho cô biết câu cuối cùng chọn gì? Của bài 1 đấy. Em cho cô là chọn B ạ. Giang chọn B rồi, cái câu này dễ không nhỉ? Dễ đúng không? Bởi vì H là âm cầm. Giờ bây giờ tiếp này. Chọn từ khác loại. Nào bài tập này là chọn từ khác loại.
Con một từ lan ạ. Thì xin mời một bạn 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 ngồi trên bạn Giang nào. Bạn ra bạn ngồi đầu bàn ạ. Ừ, thế bạn bên cạnh. Chọn từ các loại. Nào bạn, bạn gì đấy? Bạn ngồi cạnh bạn Giang là bạn gì? Tuyết ạ. Nào, Tuyết trả lời nào. Em với cô là... Em với cô là... Sẻ. Sẻ. Tuyết cộng 1 chọn sẻ. K là N, cái là gì em? Người làm vườn ạ. Rồi. Lúc nãy ở trong đề bài người ta sẽ đưa ra là viết cả trọng âm. Thế bây giờ... Các bạn có đồng ý với đáp án của bạn Tuyết không? Không ạ. Có người đồng ý, có người không. Thế bạn ngồi... Tôi không đồng ý ạ. Tổ số 2 có đồng ý không? Không ạ. Chọn D ạ. Bạn Quỳnh Lan chọn B. D. New paper nghĩa là gì? Có nghĩa là báo. Báo, tờ báo. Trọng âm mấy? Tờ báo trọng âm mấy? Em theo cô. Tờ báo là trọng âm thứ hai ạ. New paper là trọng âm 2 á. Danh từ và tính từ là trọng âm 1. Động từ mới là trọng âm 2. Thì bài này người ta không phải là bài đánh trọng âm. Nhưng mà tôi cứ muốn dạy người ta trọng âm là danh từ trọng âm 1 nhá. Trọng âm 1. Và gardener cũng là trọng âm gì? 1. Các em đánh trọng âm luôn. Và collector là trọng âm mấy? Collector là trọng âm mấy nhỉ? Lan? Em theo cô là trọng âm thứ hai. Ok, vậy collector nghĩa là gì? Collector nghĩa là người sưu tập. Nhưng mà nó có nguồn gốc từ động từ nên nó vẫn là trọng âm 2. Reporter trọng âm mấy? 2 ạ. Nghĩa là gì? Nghĩa là phát thanh viên. Phát thanh viên là chỉ người. Người sẽ tập chỉ người, gardener chỉ người. Vậy đáp án đúng là gì cả lớp? D ạ. Đáp án D mới là đúng nhá. Vậy bạn Tuyết chọn sai rồi. Hiểu chưa? New paper. Rồi bạn Tuyết chọn sai rồi, new paper D mới là đúng. Các em ghi đáp án D. Bạn Tuyết chọn tiếp câu tiếp theo. Bài này tôi đã chữa rồi đấy Tuyết ạ. Câu 1 bạn Tuyết chọn C. Nghĩa là người sưu tập đúng không? Các bạn có đồng ý không? Không ạ. Vẫn có bạn không đồng ý. Bạn nào không đồng ý? Có. Bạn nào không đồng ý nào? Có đồng ý ạ. Thì tôi mới đang hỏi là bạn nào không đồng ý không? Không. Ai không đồng ý nào? Tôi nói luôn bạn nào không đồng ý là đúng. Vân Nga không đồng ý ạ. Đúng rồi, Vân Nga không đồng ý. Bây giờ em cho biết ý kiến của em nào. Em với cô là chọn D ạ. Tại sao? Tại vì tem này, collector là đều liên quan đến người sưu tầm. Người sưu tầm tem, đúng không? Và giữ nó ở trong album. Có liên quan gì đến mountain không? Không ạ. Mountain nghĩa là gì? Leo núi ạ. Rồi, vậy núi thì có không liên quan gì đến sưu tập tem và album cả, đúng không? Đấy. Vậy là chúng ta phải biết dịch, chúng ta mới làm được là bát đáp án đúng. Vậy đáp án D là đúng. Hai đáp án D. Rồi, vậy bạn Tuyết chọn đều sai hai đáp án rồi. Bạn Tuyết chọn tiếp đáp án 3 là. Bạn Tuyết chọn tiếp câu số 3 nào. Em của D. Cũng chọn D. Bạn Tuyết chọn D. Horse riding nghĩa là gì? Cưỡi ngựa. Các bạn khác có đồng ý không? Tôi không đồng ý. Horse riding là cưỡi ngựa. Vậy skating là gì? Trượt tuyết. Ừ, trượt ba tanh. Trượt ba tin. Thế còn climbing là gì? Leo núi. Đúng không?
Leo núi là thể thao đúng không? Và gardening? Làm vườn. Làm vườn. Làm vườn, thế làm vườn có phải thể thao không? Không ạ. Không, không. Vậy đáp án đúng phải là gì? C. C. C, gardening. À vậy bạn Tuyết chưa biết chọn bài này mà bài này tôi chữa rồi mà. Bạn Tuyết chọn tiếp câu 4 nào? À. À. À mới là đúng, đúng rồi bởi vì hết nghĩa là gì? Em ạ. Em rồi, câu 5 chọn gì? B ạ. B ạ. Câu 5 chọn B. Favorite nghĩa là gì? Yêu thích. Thế câu này tôi chữa trên lớp rồi mà. Các bạn có đồng ý với ý kiến của bạn Tuyết không? Không ạ. Không ạ. Không. Là D ạ. À, D ạ. B là favorite yêu thích. Popular là gì? Phổ biến. Phổ biến. Phổ biến thì có phải được yêu thích không? Không. Nếu mọi người không yêu thích làm sao nó phổ biến được đúng không? Và common là gì? Nổi tiếng. Nổi tiếng. Common là D. Thông thường. Chắc A. Chắc A. Common là thông thường. Thông thường cũng được mọi người yêu thích đấy. Và ăn như rùa là gì? Ăn như rùa khác. Ăn như rùa khác thường, lạ thường. Thường, đặc biệt. Thế thì phải chọn vào đâu? A. A. Thế cái câu này cô chữa trên lớp chưa? Rồi ạ. Chữa rồi. Thế mà bạn Tuyết chọn được đúng một đáp án. Đúng. Còn các bạn khác cũng không nhớ mấy. Cái riêng cái câu ăn như rùa này tôi đã bảo với bạn Lan là có ý kiến gì khác không? Và có quan điểm gì khác không? Nhưng bạn Lan nói là không. Thì bây giờ mình gặp rồi mình phải nhớ chứ. Nhớ và sẽ không bao giờ được sai nữa. Vậy là tổ số 2 này, tổ số 3 này ấy, thì cũng có nhiều bạn học được, có bạn Lan học được. Nhưng các bạn khác, như bạn Tuyết rồi các bạn khác là chưa biết, chưa dịch được, chưa đọc được và chưa nhớ. Bây giờ tôi cho một cơ hội cuối cùng nha, cho bạn Tuyết nha. Đó là bài tập này, câu trắc nghiệm này em chọn gì? Câu 1, Tuyết chọn gì? Là Tuyết chọn gì ở câu 1 này? Còn bài này tôi chữa trên lớp rồi, trong vở chúng ta còn đấy. Bài 3 câu 1, Tuyết chọn gì? Tuyết. Chỉ chọn một câu cuối cùng nữa thôi. Tuyết. Tuyết chọn gì? Em đưa cô là C. C. Nào ai nhắc bạn đấy đây? Ai phải nhắc bạn đấy để bạn đấy sai đấy. Detail là chi tiết. Thế chẳng lẽ lại nói là sẽ có nhiều chi tiết tại sao lại quan trọng để học, để có một sở thích à? Không phải. Câu này tôi cũng dạy trên lớp rồi, bài kiểm tra cũng làm rồi. Vậy chọn gì? Tuyết chọn lại. Tuyết. À. À. Ôi tôi rất là thất vọng luôn ấy. Cái câu này có làm trong vở, các em mở vở ra xem nào. Vở có ghi từ này chưa? Có nhiều lý do tại sao lại quan trọng để có sở thích. Why đã là lý do rồi, chắc chắn phải từ lý do là từ nào? Answer là trả lời thì không phải là lý do. Lý do là từ nào? B. Reason là lý do. Thế có ghi ở trên lớp như thế rồi, bây giờ lại chọn sai. Fact là sự thật. Ôi, rất là buồn luôn ấy. Về chúng ta ôn lại ngay cho tôi nhá. Tôi sẽ gửi lại bài, đề bài đấy cho chúng ta ôn lại. Ôn lại tất cả những câu này. Tôi vẫn để trên nhóm mà tôi sẽ lưu lại và gửi lên trên nhóm ngay bây giờ đây. Những cái mà đã lưu. Nào cái chỗ này là chọn take up đã học rồi. Chỗ này là chọn difficult đã học rồi. Chỗ này là chọn creative đã học rồi. Và chỗ này là chọn với lại the other people. Do nó có từ people nên không chọn other được, thêm s được. Phải ôn lại nhá. Vậy tôi điểm danh lại để yêu cầu các bạn về nhà cẩn thận hơn. Bạn Tuyết, cô cứ nghĩ là học được tiếng Anh ấy nhưng mà còn yếu lắm Tuyết ạ. Phải học lại đi. Tiếng Anh là phải làm đi làm lại nhiều lần nha Tuyết nha. Các bạn khác cũng thế, lưu ở đây để nhớ đã. Vậy là bạn Tuyết là thuộc tổ 3. Tổ 3. Tổ 2 ạ.
Sao? Tổ 1 cần phải cố gắng hơn. Hôm nay tôi lưu ở đây là tổ 1 đang 5, tổ 2 đang 7, tổ 3 đang 8. Nhưng mà có bạn Tuyết là phải trừ đi đấy. Nhưng mà mấy bạn kia làm đúng mà cô. Ừ thì cứ trừ đi đã, 8 trừ. Tổ 4 là 7. Thế bây giờ tôi điểm danh xem có mặt đầy đủ chưa để chúng ta về nhà chuẩn bị bài. Cẩn thận hơn, học tích cực hơn đi, điểm kém đấy. Như này thì làm sao mà thi giữa kỳ, thi giữa kỳ được điểm 5 được, điểm 10 được. Tôi đã chữa rồi mà hỏi lại vẫn không nhớ. Bình An có mặt chưa? Rồi ạ. Bình An tổ mấy? Tổ 3. Tổ 3. Tổ 3, 8. Hiền Anh tổ mấy? Tổ 4 ạ. 4 ạ. 4, 7. Hoàng Anh tổ mấy? Tổ 1 ạ. Tổ 1 ạ. Tổ 1 là đang 5 nhá. Để cả tổ phải cùng cố gắng hơn. Hoàng Anh thì còn có thể làm được, vẫn được 9. Nhưng mà các bạn khác chưa cố gắng, cả tổ cùng đoàn kết với nhau để học. Lên lớp, mang tài liệu lên trao đổi với các bạn. Những cái bài tập này, cho tốt vào. Bạn Ngọc Anh tổ mấy? Em tổ 2. Em tổ 2. Tổ 2, 7. Tổ Đình Cường tổ mấy? Đình Cường có mặt ở đây không? Em tổ 1. Có ạ. Có ạ. Đình Cường tổ mấy? Tổ 1 ạ. Tổ 1 ạ. Đang cố gắng bảo nhau học đi nhá. Mạnh Cường tổ mấy? Mạnh Cường vắng cô à? Một, cô là 1. Mạnh Cường vắng. À tổ 1. Tiến Cường tổ mấy? 1 ạ. 1 ạ. Diệp tổ mấy? Em tổ 2 ạ. Em tổ 2 ạ. Dung A tổ mấy? Tổ 4 ạ. Tổ 4 ạ. Tổ 4 ạ. Dung B tổ mấy? Dung B tổ mấy? Em tổ 1 ạ. Đức tổ mấy? Đức tổ mấy? Em tổ 3. Em tổ 3. Đức tổ 3 nhá, nhưng mà lúc hôm trước là nào lại vắng có điểm không này, gọi không thấy này. Trừ 1 điểm. Giang. Em tổ 2. Em tổ 2 ạ. Hoa. Em tổ 4 ạ. Em tổ 4 ạ. Hương. Hương vẫn vắng. Bạn Hương có bạn mic Hương ạ. Có mic ạ. Hương tổ mấy? Tổ 1 ạ. 1 ạ. Thế phải cố gắng học hơn Hương thế nào ấy lắm. Quỳnh Lan. Tổ 2 ạ. Tổ 2 ạ. 2, 7. Rồi bạn Quỳnh Lan có cố gắng và cũng thi là điểm cao nên tôi sẽ cho thêm điểm nhá. Thành điểm 8. Điểm 9 đi. Bây giờ đang đứng top mấy rồi hả Quỳnh Lan? Mấy hôm nay bạn không làm được ạ. Ờ thế thì phải chịu khó ôn những bài tập cô cho này nhá. Để thi giữa kỳ phải được 10 nhá. Nghe chưa? Rồi. Mai tổ mấy? Những bạn mà tôi đã điểm danh có thể thoát ra. Mà em chào cô. Xuân Mai tổ mấy? Em tổ 1 ạ, tổ 1 ạ. Mai phải cố gắng học hơn nhá. Vân Nga tổ mấy? Em tổ 4. Em tổ 4 ạ. Thu Nga tổ mấy? Tổ 3. Tổ 3. Tổ 3 nhưng hôm trước thế nào là tôi gọi không thấy được điểm không đây. Trừ 1 điểm còn 7 điểm. Bích Ngọc. Em tổ 3. Em tổ 3. Nhung, Hồng Nhung. Em tổ 4. Em tổ 4 ạ. Hải Phong. Em tổ 4 ạ. Em tổ 4 ạ. Tuấn Phong. Em tổ 3. Em tổ 3. Nhưng mà hôm nay Tuấn Phong hình như không thấy trả lời gì ấy nhỉ, không thấy xung phong trả lời gì cả. Chịu khó học từ nhá, giờ sau tiếp tục tôi kiểm tra các dấu hiệu của thì. Các dấu hiệu của thì tại hoàn thành và các động từ chia sang cột 3 nhá. Mai Phương tổ mấy? Em tổ 4. Em tổ 4 ạ. Tài tổ 3 ạ. Tài tổ mấy? Hôm trước cũng bị không này. Tài tổ mấy? Tài có mặt không? Không gì. Bạn Tài lý do sao hôm nay vắng đi nhở? Tí tôi gọi về gia đình đã. Tâm. Tâm. Tâm cũng vắng à?
Thắng Tâm. Có ạ. Có ạ. Thắng Tâm tổ mấy? Em tổ 2 ạ. 2 ạ. Tổ 2. Thảo tổ mấy? Em tổ 3. Ok Thảo. Phương Thảo rồi Thanh Thảo. Em tổ 3. Em tổ 3 ạ. Dân đi Thanh Thảo. Em tổ 3. Em tổ 3 ạ. Thiện. Em tổ 4. Em tổ 4. Thơ. Em tổ 4 ạ. Em tổ 4 ạ. Tổ 4 7. Thủy. Em tổ 2. Em tổ 2 ạ. Tổ 2 7. Thu Trang. Em tổ 2 ạ. Em tổ 2 ạ. Tổ 2 là 7, nhưng mà hôm trước nào vắng tôi gọi không thấy đấy. Ghi điểm 6 thôi. Hôm nay em bị hỏng mic xong em bảo cô rồi ạ. Nhưng mà hôm nay trả lời cũng được, có được đúng không? Cần phải cố gắng hơn nhá, vẫn chưa ổn lắm đâu, cố gắng thêm đi. Minh Chí. Minh Chí tổ mấy? Em tổ 4 ạ. Em tổ 4 ạ. Hôm trước cũng bị điểm 0 này, 2 điểm 0 liền. Lý do làm sao đấy? Minh Chí. Sao mà 2 điểm 0 liền? Hả? Vắng hay là không có mic hay thế nào? Mà tôi gọi về gia đình rồi vẫn không thấy phản hồi lại. Là lý do làm sao? Lý do làm sao hôm trước em vắng? Chí? Minh Chí? Biết mà cũ. Biết mà cũ à. Sao? Em không biết là vào mạng cũ. Ô, vẫn kia điền link đấy. Thắng Chí điểm mấy? Thắng Chí tổ mấy? Em tổ 1 ạ. Tổ 1 là đang phải cố gắng cùng nhau học nha, mới được 5 điểm thôi. Cố gắng thi thật cùng nhau học tốt ạ. Em chào cô. Trường tổ mấy? Em tổ 1 ạ. Đấy, Trường phải cố gắng học cùng các bạn làm sao cho nhớ những cái từ bài cô đã dạy nhá. Dạy rồi mà dạy lại vẫn không làm đúng. Tuấn? Có. Tuấn tổ mấy? Tổ 3. Tổ 3, 8. Rồi Tuấn phải cố gắng xung phong nhiều vào nhá. Mới làm bài ra vở để tôi kiểm tra vở. Tuyết. Em tổ 2. 5 điểm. Còn yếu lắm Tuyết ạ. Yến. Em tổ 3. Tổ 3, 8. Rồi bạn Yến cũng có. Tôi có ghi những nhận xét từng bạn như thế nào rồi đấy. Tức là biết dịch hay không biết dịch. Cần phải nhớ những kiến thức gì tôi đã nói rồi. Vậy buổi học hôm nay sẽ dừng lại đây. Tôi sẽ tiếp tục gửi bài lên nhóm để chúng ta xem. Và gửi video lên để chúng ta xem chúng ta còn yếu những gì về chịu khóa học nhá. Chào tạm biệt các em. Cô chưa gọi em ạ. Diện. Ok. Diện tổ mấy? Em tổ 1 ạ. Rồi ghi ở đây nhá. Diện tổ 1. Em chào cô. Em chào cô. Chịu khóa học vào nhá Diện nhá. Các bạn khác thế tạm biệt. Tôi sẽ gửi bài và gửi video lên nhóm đây.